Đối em. Đây là sự thật, thật là của đạo tràng Mani Bửu, Bửu Pháp Trang, Trang Nghiêm Phóng Tịnh Quang Minh đủ, đủ sự đẹp à? Trong thế giới hải quy trần, quy trần mà mọi trong thế giới hải bửu mang quang minh, làm cho các sa số hà quy hải quy trần ha, và số các trong đó Mani Bửu Quang phóng quang minh ha. Phóng quang minh đủ sự đẹp ha. Sự đẹp ở đây là sự quang minh ha. Sự quang minh đem lại cho chúng ta thấy được sự đẹp của mỗi gì của vô sắc ha, vô sắc giới, và làm cho chúng ta thấy được sự oai nghiêm ha, của thần lực ha, mà các chư Phật để hay sao đã hộ niệm ha. Như vậy thì chúng ta thấy được những ai tu tập những nguyện phổ hiền vào cảnh giới Phật và bậc đại trí ha, là có nghĩa là sự viên mãn của nước bàn mà trong thế giới đã trong hoa tạng mà mọi chúng ta có nhiều, rất là nhiều thế giới ha, mà trong đó là thì chúng ta rất nhiều thấy được sự màu nhiệm ý nghiệm của gì của các đức Phật ha, để làm cho cái cảnh giới của Phật đang trí em biết được trong thế giới này chứ ta ruộng tất cả sự tan biến ha, sự tan biến là như vậy, là chúng ta thấy được. Như vậy lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát ha, Phổ Hiền Bồ Tát lại bảo là Phật tử trong đại địa của thế giới hải này có ngư quyển bất khả thuyết ham, Phật bác vi trần vô số rất là nhiều từ thứ hải của thế giới hôm này là một bậc bất khả thuyết vi trần, thuyết vi trần xét thần tố hương thủy hải tất cả chịu nhiều lần trang nghiêm đấy niệm diện hương niêm mani ham mani bờ biển bờ biển bờ biển bờ hiển ha, bờ mani hiển ha, tiền lô yana mani bửu vương ha, đang dùng làm hiển ha, dùng làm hiện vòng biển tây những nước thơm đủ màu chén nước những như hoa báu sông gai trên là trên mặt nước không bột mà bột mặt nước bột mặt thiên đàng trong đến ha. Như vậy thì chúng ta thấy được sự trong thế giới hải vi trần có rất nhiều ha, các cảnh giới của các chư Phật và có các xung quanh của các cuốn giường mà chúng ta nó như tôi đã giảng về hôm trước ha, thì chúng ta thấy được cái sự ứng là sự trào tràn phan là hoa mà châu mani là thư liên hoa sắc là tất cả những cái bửu quan đều có châu báu ha, mani đà chiên đàn này, rất nhiều mani chiên đàn được quý trên kinh hoa tạng này, hoa nghiêm này là đều nói về bột chiên đàn. Bột chiên đàn là loại bột rất là thơm ở thời của Đức Phật, ở thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ha. Như vậy thì bột chiên đàn chính là sao, là nguồn gốc của là cội nguồn của các cảnh giới của Đức Phật ha, là nguồn gốc ha. Vì sao vậy, từ ở nơi trần gian cũng đã có chiên đàn ha, nhưng mà chiên đàn của cõi Ta Bà, trong khi đó ở các nước Phật thì vẫn có các chiên đàn ha. Được làm nguyện thành bột để nguyện ha, dù sự bột ở đây là sự biến hóa ẩn hiện, sự ẩn hiện biến hóa này là tạo nên một cái đẹp vô cùng rất là thơm tho và nhuyễn ha, uyển nhuyễn ha. Bột chiên đàn ha, làm lăng lay động đến nước ha, nước của chiên nước của các chư Phật, các cõi giới của trong thế giới hải ha, rất là nhiều diễn ngôn âm của Phật phóng quang minh báo vô biên Bồ Tát cầm các thế để trọng hiền phòng thông cùng bao nhiêu sự trang nghiêm của tất cả thế giới âm hải đều trang nghiêm đỏ thẫm trải lòng ha. Mười báu chót như hiện thắng bao quanh bằng quang ha, bao quanh ha, đều là mười sự trên bằng bao quanh bằng lan bằng
bằng lan can ha, 10 báu ha. Chúng ta thấy được sự sự bao quanh trên thành lan can ha. Thành lan can của các nước Phật chúng ta biết được rằng đó là các báu được làm ra, được tái hiện ra bởi bởi do ý niệm của các chư Phật, được thần thông hóa, được được gì, được sự sự thừa hiện ha. Thì hiện mà thành trên kinh tất cả các kinh hôm trước mà tôi đã giảng về kinh tất cả các kinh A Di Đà, kinh vô lượng đều đã nói về và nói sự sự báu ở đây ha. Báu ở đây là do tất cả các ý niệm của các chư Phật ha. Như vậy thì chúng ta thấy được vẫn các báu này vẫn có thể diễn thuyết và diễn kinh và thuyết pháp giống như Phật không, giống như các vị chư Phật và Bồ Tát. Như vậy chúng ta thấy được ha, chúng ta mới thấy được sự sự báu ở đây vô cùng là gắn liền tâm tất cả cõi giới không, tất cả trong thế giới hải của chúng ta rất nhiều các cõi giới. Từ đó mà chúng ta mới hiểu được rằng sự ma ni thiên đàng cũng đều có ở tại cõi giới và tất cả các cõi nước không. Như vậy chúng ta thấy lịch sử liên hoa sen đều là như thế ha, đều là như thế. Tiếp theo, tứ thiên hạ vi trần số, châu báu trang nghiêm thanh tịnh, bạch liên hoa đua nở trong nước ha. Bất khả thiết trăm ngàn ức do nên ta sẽ thà tàn thi tàn thi la ha. Mười báu ha. Như vậy chúng ta thấy được sự báu ở đây rất là nhiều ha. Bạch liên hoa trong liên hoa sắc ha. Liên hoa trong hoa sắc tôi có giảng qua phần kinh ha, phần kinh trong liên hoa ha. Sự liên hoa ở đây là gì, là sau khi quý vị ha, ở cõi tử nghiệp quý vị sẽ sanh vào liên hoa. Như vậy nhờ sanh vào liên hoa quý vị mới trở thành đá kết đồng cư dân tại nơi cổ quốc ha. Cổ quốc mà trong sở nguyện của mười phương. Như vậy thì chúng ta thấy được sự các liên hoa nở trong đua nở trong nước ha. Ở nơi đó là vô cùng vô tận thì vì có vô lượng quang, vô lượng thọ. Lý giải về điều này thì chúng ta thấy được ha, hình dung được là sự liên hoa này sẽ mãi ha, mãi sau khi sanh vào thì mãi mãi trường tồn vô lượng thọ. Vì sao vậy? Vì Đức Phật đã có nói với chúng ta không, chỉ cho dạy chúng ta rằng việc liên hoa sắc là khi chúng ta được sanh vào đó và nở hoa, đồng nghĩa là quý vị sẽ trở thành một quả vị chánh đẳng chánh giác vô thượng bồ đề. Từ đó mà quý vị mới có sao mới an nhiên tự trạng trong thường trụ mà chúng ta gọi là thường trụ của tam bảo. Thường trụ của tam bảo là sự thường trụ này không gì có thể bất biến này. Sự bất biến này là bất dịch ha. Làm cho sự biến không thể biến đổi. Vì sự không biến đổi này chúng ta mới gọi là thường trụ ha. Đó là khi tất cả phàm phu nói về thường trụ thì điều đó có nghĩa là đó là của pháp thế gian, không phải là pháp của các vị chư Phật không. Vì các vị chư Phật là thường không? trong ngã của vô ngã mà hôm trước chúng ta đã nghiên cứu, đã tham cứu. Sự ngã này trong vô ngã các Bồ Tát nói ra, các vị Bồ Tát và các vị chư Phật nói sự vô ngã ha, là sự vô thường. Nhưng chúng ta hiểu rằng ha, phàm phu chúng ta hiểu rằng sự vô thường và vô ngã ha, là chính là thường và ngã đối với các vị Bồ Tát. Tại sao ha? Tại sao các vị Bồ Tát và chư Phật là vô sở đắc, trong khi chúng ta lại có sở đắc? Sự vô sở đắc và có sở đắc này
là do vô ngã, vô thường, vô tịnh, vô lạc. Như vậy thì chúng ta thấy được sự thường tịnh vô lạc này là cội nguồn của sự phiền não ha, sự phiền não. Đó là sự phiền não. Mà các bạn hàm phàm phu chúng ta xem là phàm là hư thị gia vọng, vi là hư vọng nên tất cả là vô thường. Chính vì vậy mà sự mà các vị Bồ Tát ha, các vị Bồ Tát mới không xem sự vô ngã là chính là ngã ha. Chính là ngã ha. Vì các vị đã sao? Đã tới qua trôi nhiều đời nhiều kiếp ha. Các đời vị la trở thành cho các vị Bồ Tát và các vị chư Phật đã công đức vô viên mãn vô lượng vô biên không gì có thể sánh bằng luôn. Không gì có thể sánh bằng với công đức to lớn như vậy. Phần vô chúng ta ha, thường thấy sự hiển vọng của sự vật ha, sự hiển vọng của vạn vật nhưng các vị Bồ Tát là không xem là như vậy ha. Đó là những kiến thức trên kinh điển mà tôi đã giảng về trước trên các nền tảng và YouTube của tôi ha. Ở trên đó các vị đồng tu hãy cũng có thể xem lại để biết được vì sao lại là liên hoa sắc lại là một món đồ cũ quan trọng ha. Trong các cõi nước của chư Phật mà đua nở trong nước là thể hiện sự rất là nhiều, và chúng ta cũng biết là sự rất nhiều ở đây là việc trong chúng ta do sự thường trụ tại liên hoa sắc. Việc chúng ta thường trụ liên hoa sắc làm cho các đồng tu dân luôn luôn được sản sinh ha, luôn luôn được sản sinh. Vì sao vậy? Vì vô lượng vô biên kiếp đều có các vị ha, đều có các vị đồng cư dân. Đồng cư dân ở đây chúng ta có trung căn, thượng căn và hạ căn ha. Thì chúng ta chỉ tập trung lại ở tại một cội vất, từ cội vất của tỉnh. Tôi lấy ví dụ ở cội vất của Tây Phương ha. Tây Phương ha. Thì sao? Thì sẽ có các cội vất khác ha. đồng sự nghiệp. Chứ vì vậy mà tại sao lại liên hoa lại nở đua nhau, đua hoa trăm nở ha. Đua trăm hoa nở ha. Như vậy thì chúng ta thấy sự đua nhau tiếp nhau ha, nở rộ ra trên mặt nước của ao sen thất sắc là bảy sắc bảy bóng. Như vậy thì chúng ta thấy được sự thất sắc ở đây là vô biên rất nhiều. Vì sao thế ha? Vì nhiều đến như vậy, nhiều vô số kể, vì nhiều đến nỗi mà chúng ta không thể nào mà có thể con đó đồng đếm được. Vì sao vậy? Vì mỗi hương hoa, mỗi hương sắc đều tượng trưng cho sự gì? Sự đồng cư của quốc độ. Đó là mỗi cư dân mà chúng ta thấy được sự đồng cư này là một quá trình để cải tiến. Vì sao phải cải tiến? Vì khi chúng ta hiểu được các pháp hiểu quy ở vạn vật thì chúng ta mới cải tiến được. Khi chúng ta chưa hiểu được pháp hữu quy của vạn vật thì chúng ta không thể nào chỗ nào mà cải tiến được. Đó là bước mà chúng ta phải còn phải hoàn thiện. Đó là sự hiển của vạn vật. Mà phàm phu chúng ta thường hay nghĩ rằng tất cả vạn vật đều là hư vọng, nhưng thực ra thì sao? Các vị Bồ Tát là chư Phật thì sao? Đâu xem là hư vậy mà tôi đã giảng giải về hiểu nghĩa như rằng trên điển mà ở ý trên là sự hiển vọng là không thể thôi. Vì đó là tất cả các pháp thân trên thân đều có tất cả các pháp thân trên thân đều có. Đó là trên kinh tạng đều đã nói như vậy. Và chúng ta thấy được sự hiểu này là sự hiểu hóa. Tại sao trên kinh của trên kinh Lăng Nghiêm trên kinh Vô Lượng Thọ lại nói là phàm giai thị hư vọng? Phàm giai thị hư vọng là sao? Sự hiển hóa. Vì các vật và phàm phu, các vật có tánh linh, vạn vật có tánh linh đều nghĩ rằng là sự hiển hóa là có thật, nhưng trong vạn vật thì lại luôn luôn có không
không có thật thôi. Hay nói cách khác, chúng ta đang là sự sự cảnh giới của các chiều mà song phương ở đó là hư vọng ha, là hư vọng đó. Đó là lý giải mà tôi lấy lý giải vì sao ha, tôi lấy lý giải vì sao biện lý trên kinh điển để nói là sẽ cho các vị đồng tu ở đây hiểu ha. Các vị đồng tu, các vị tu lâu ha, tu đã lâu thì chắc chắn sẽ hiểu được lời của tôi ha. Tôi cũng mong là quý vị hiểu được rồi thì sẽ giảng giải cho các vị đồng tu khác chưa hiểu ha. Vì sao vậy ha? Vì sự nghĩa lý là sợ khó mà nói hết được, sợ lý mà khó mà nói hết được ha. Nên các vị chưa mới tu hoặc là tu lâu thì các vị mới tu hoặc đang trong quá trình tìm hiểu ha, và kinh điển thì các vị nên tham khảo các video clip của tôi và các nền tảng trên mạng xã hội đều có, thì chúng quý vị có thể hiểu thêm về của nghĩa lý này. Chúng ta đi qua tiếp theo. Bất khả thiết trăm ngàn ức do nơi đây cho không xong số thay mười báu ha. Đó rất là có nhiều. Như hôm trước tôi đã giảng về tôi đã thuyết pháp về nói về sự báu ở đây. Báu là sự tượng trưng cho quý tộc và hoàng gia ở cõi Ta Bà ha. Sự quý tộc hoàng gia cõi Ta Bà khi thời xa xưa thì khi Đức Phật còn tại thế ha. Đức Phật còn tại thế thì chúng ta thấy được ha, rất là nhiều báu. Báu ở đây là châu báu ha. Mà đặc biệt nhất là trong đó có các mani mã não sợ cừ hổ phách ha. Điều tất cả đều bửu quan ha. Điều tất cả đều là báu. Vì vậy mà chúng ta thấy được cái báu ở đây là tượng trưng cho dòng quý tộc ha. Dòng gì? Dòng cao quý ha. Dòng thanh cao ha. Cách đây 2.500 năm ha. Trên 2.500 năm ha. Thời Đức Phật còn tại thế thì báu ở thế gian được tượng trưng cho sự quyền lực ha, quyền lực và tượng trưng cho sao, cho sự quý ha, sự quý. Nhưng ở các cõi khác thì sao, bóng ở đây là tượng trưng cho cái sự thành bồ đề. Các quý vị đây cũng hiểu cái nghĩa sự nghĩa lý này. Bồ đề là chính là sự của sự giác ngộ và giải thoát. Sự giải thoát ở đây là bồ đề, là chánh đạo. Năm xưa Thái tử Tất Đạt Đa đã sao, chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thái tử Tất Đạt Đa đã tìm cầu đạo học Phật cũng là chính là bồ đề, tìm giác ngộ đó chính là bồ đề. Và tôi cũng đã nói những ý trên ha. Ý và những cô cũng đã nói những lời giải ở các video clip ở trước đó nữa, quý vị có thể tìm biết không? Vì sao vậy ha? Vì sự đã đạt được cảnh giới của đạo bồ đề ha. Từ đó mà sao Thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ không vàng địa ngọc. Điều đó là bất biến ha. Trong định luật bất biến là không gì có thể biến đổi, không gì có thể biến đổi. Chúng ta hiểu rằng lý giải trên các ngôn luận cần phải đưa ra các biện chứng để chứng minh rằng chúng ta cần phải có các sự kiện quan trọng trong giới của khoa học, sơ giới khoa học cần phải có cái nào của khoa học nữa. Khoa học là hiện tượng, là kỹ thuật, là công nghệ phải nói là đạt đỉnh của công nghệ là công nghệ cao. Ngày nay ha, công nghệ nền tảng rất là nhiều. Như vậy thì chúng ta thấy sự, nhưng mà thời Đức Phật thì làm gì có được sự công nghệ nữa. Với một cây đèn dầu ha, với một cây đèn dầu, châu bóng thì vô số, nhưng mà dưới trình độ khoa học kỹ thuật chưa phát triển giống như ngày nay. Cách đây khoảng 2.500 năm thôi, thì thời đó chỉ ra là sao, một cây đèn dầu hoặc là một cây đèn nến, chứ không có điện, không chưa có điện,
chưa có điện. Mãi sau này thì Edison mới phát minh ra điện thôi. Chúng ta thấy mới thấy được, chúng ta mới thấy được là sự phát triển thôi. Rồi tất cả các định luật ha, định luật Newton là sự sức hút của vạn vật, vạn vật đó, từ lực hút đó, phát hiện ra được từ trường động trường là điều đó. Điều đó có nghĩa là sự phát triển này là do khoa học vũ trụ phát triển thôi. Khoa học phát triển rồi cộng với các nền thôi, các nhà khoa học. Như vậy thì chúng ta thấy được sự phát triển của nhà khoa học đem giúp đó đời sống con người sao được một tầng bước, được nâng cao hơn. Cùng với đó là đời sống tinh thần cũng nâng cao hơn. Đời sống tinh thần cũng nâng cao. Vì sao thế? Vì đó là nhu cầu của xã hội hơn. Chúng ta thấy được sự phát triển càng cao thì chúng ta thấy được ha, càng lợi ích sẽ càng nhiều, mà bên cạnh đó thì sự hiểu biết cũng nâng cao ha. Tôi lấy ví dụ việc ngày xưa chúng ta ha, in ấn kinh điển là một điều xa xỉ ha, một điều vô cùng là khó khăn vô cùng ha. In một tập kinh điển thì vô cùng là khó khăn. Nhưng đối với ngày hôm nay thì sao? Chúng ta in hàng loạt cái tấm kinh điển ha, đâu phải là không in ấn. Trong tôi đang nói về công nghệ in ấn rất là nhiều. Như vậy chúng ta thấy sự phát triển khoa học càng nhiều, đời sống vật chất con người nâng cao, trí tuệ con người sẽ cải thiện ha. Không những chúng ta lý giải được những vấn đề khác ha, lý giải được ha, chúng ta có thể lý giải được hở mặt trời các hành tinh ha. Thở xe xưa thì làm gì có được nghiên cứu được ha. Chúng ta đem tàu ha, tàu không gian ha, đem vào không gian để quan sát hiện tượng các địa lý trên không gian. Nhưng mà thời của Đức Phật thì làm gì có được mà hiểu được ha. Họ chỉ tin vào một đấng tối cao, một đấng thần linh, họ còn là gì, một tôn giáo ha. Như vậy thì là nhiều rồi ha. Vì đời sống của họ sao khi đó là còn khó khăn ha. Cách đây 2500 năm thì cuộc sống con người vô cùng khó khăn, không nói gì xa xôi hết, tôi nói thời 1990 đến năm 2000 về lĩnh vực đất đai, nhà cửa rất là thô sơ. Nhưng mà xã hội phát triển, kéo theo con người phát triển thì chúng ta càng phát triển hơn. Đấy. Con người đổ dồn gì á, sao thành phố, sao thành phố chúng ta thường hay đổ dồn gì á, các nơi thị trấn, thành phố lớn hơn, nơi biên địa, hai đảo thì ít hơn, ít người hơn. Nhưng mà đối với đô thị hóa ngày nay thì quỹ đất của chúng ta càng lúc càng chọc, thì mà con người thì một số đông thì sao, hải đảo và vùng biên đều khai thác hết, tất cả đều có nơi cư trú hết, mọi tất cả là đều có thể là đồng đều hết. Tuy là chưa đời sống chưa phát triển hơn, nhưng mà những nơi đó nó cũng đã dần có cuộc sống đang đi là ổn định. Điều đó có nghĩa là cái quá trình cũng được nâng cao hơn. Đó là tôi nói ví dụ về khoa học và kỹ thuật hiện đại ha, hoặc là nghiên cứu ha, còn là trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học ha. Nghiên cứu khoa học thì tất cả đều được nghiên cứu từ gì, từ máy đo gia tốc này ha, máy đo gia tốc để tạo cái tên lửa ha, tạo cái tên lửa, tàu vũ trụ siêu du thuyền phi thuyền ha, tất cả ra ngoài không gian ha, để đi vòng quanh quả địa cầu. Điều đó có nghĩa là những cách đây 2000 năm của Đức Phật thì làm gì sao có chuyện đó ha, làm sao có chuyện mà họ dùng tàu vũ trụ mà để đi ha, hoặc là tàu không gian, tàu thám hiểm ha, không hề có. Rồi các trạm ISS ha, ISS là trạm không gian ha, đa chiều để đi vào quỹ đạo ha, hoặc là các trạm internet ha,
là cái trạm để